Rồi mấy con Bắc Hà ngày hôm nay đã ăn dặm ngon lành rồi. Nhấc từng con một đi. Cái. Ôi, tối quá. Rồi con cái. Ok, con cái. Rồi, tiếp con tiếp theo đi. Rồi, con đực. Đàn này thì hai được hai cái. Tiếp. Được tiếp. Đàn này thì lông đều rất là bông xù. Rồi, tiếp đi. Đứng nhắc luôn ở đấy luôn được. Rồi, hai được hai cái. Ok. Đàn này thì so với này, các cái đàn gọi là anh chị cùng bố cùng mẹ trước thì có vẻ như đàn này lông bông xù hơn. Lông nó bông hơn là các đàn trước. Mọi người mà xem có thể so với các đàn trước ở trong video. Video hai đàn trước cùng bố cùng mẹ thì đều có video cả. Thì đàn này là cái lông có vẻ như là nó bông hơn, nó lông nó dài hơn hai cái đàn trước một chút. Đó. Bốn con. Mặt rất đẹp. Hôm nay thì ăn sõi rồi. Tranh ăn phần của mẹ và cho ăn riêng thì chúng nó đòi ăn cho nó ham ăn rồi. Lông đuôi thì rất là bông. Lông đuôi đều rất là bông. Trắng tinh luôn. Đây là hôm nay là bao nhiêu ngày nhỉ? Được hai mấy ngày. Con này là chính xác là đẻ hôm bao nhiêu? Xem lại lịch. Đuôi cái đàn này là đuôi này siêu bông luôn. Xù đuôi. Lông rất dày. 19 tháng 9 thì hôm nay là được tròn 1 tháng rồi. Hôm nay là 21 tháng 10. 22. 22. Đó. 32 ngày. Sang ngày thứ 33. Ui sợ, nhìn cái đuôi. Rồi cho Queen vào đây. Đây là con mẹ này. Đuôi mẹ thôi, dắt Queen vào trong chuồng đi để cho con vẹn nó ra cùng với bọn trắng này luôn. Vẹn đó. Cho con vẹn này này. Cho con Queen vào trong đi. Không này mất công nó này ghen con nó giữ con nó này cắn dọa con kia. Đó. Lấy cho con. Còn một con màu vẹn nữa. Cho nó ra cùng luôn. Cùng bố. Mấy con kia tiếp vào. Con vẹn này thì lông nó không bông được như là bọn trắng. Nhưng mà bọn này là cùng bố đấy, cùng con bố, cùng bố trắng. Vẹn thì khung xương to, chân nó to như cột đình luôn. Đó. Cùng bố. Con vẹn này thì mặt cũng đẹp đấy. Em vẹn này thì đuôi không được bông như là mấy em trắng. Đuôi cũng xù nhưng không được bông lắm. Trắng thì nó bông hơn nhiều. Đuôi nhìn nó bông hơn. Để cho con vẹn này nó chơi cùng thế nào. Đuôi nó như thế nào. Em vẹn này thì nhát hơn. Thần kinh là từ cái con chó là cái thần kinh của nó dạn hay là không từ bé là có thể biết được rồi. Những mấy con trắng như là cái thần kinh của nó là cực kỳ dạn, rất là dạn từ bé luôn. Đó. Đó, đây là Bắc Hà. Con vẹn này là bán con vẹn này luôn nhé. Con vẹn này sẽ là con giá rẻ. Hai, đây là Bắc Hà cùng bố. Nhưng mà hai màu. Con vẹn này sẽ là cái con giá rẻ này, để trong nhà này. Còn cái đàn trắng kia thì là nó sẽ là giá cao.
Đó, thì cứ nhìn cái chất lượng của con chó thì nó sẽ ra, nó sẽ hiểu cái lý do tại sao nó lại như thế. Cùng con chó bố khác con chó mẹ thôi, mà nó ra cái con chó con nó khác nhau nhiều. Vẹn này thì đuôi là cũng vắt ở trên lưng đấy, nhưng bây giờ nó đang rón rén, chứ khi mà nó di chuyển là đuôi nó cũng vắt trên lưng. Kiểu của con Bắc Hà là đuôi nó khi nó di chuyển nó vắt ở trên lưng. Bây giờ nó còn bé thì nó chưa vắt hẳn, nó to lên một tí nữa thôi là gần như là nó để kê luôn cái đuôi của nó ở trên lưng luôn khi mà nó di chuyển. Như con Vẹn này là về sau là di chuyển là đuôi cũng ở trên lưng rồi này. Đó, vì đây nó chỉ đi lại cái nó đã vắt ở trên lưng rồi đấy. Thằng Vẹn này nó một mình, một mẹ, một con. Nó nhìn nó to hơn hẳn. Nó cũng đẻ trước nữa. Nào không phá. Đối tượng này đang phá. Ok, thôi cho nó vào đi. Quay mỗi con một tí. Đây là bác Hà, cho Vẹn vào trước. Không, cứ cho nó từng con vào, giống nào nó ra giống đấy. Quá xinh luôn. Ơi giời. Quá xinh luôn. Xinh lung linh. Đấy được hai cái. Quá xinh luôn. Đây, có cái vào đây, đưa hai con đực này. Hai con đực. Hai thằng này nó tương đương. Lồng dày thế. Công nhận lồng dày thật. Rồi cho vào đi. Thằng này có vẻ như là lông ấy hơn này. Lông nó có vẻ là lông nó cái lông nó dày hơn lớp lông ngoài ấy. Nó dày hơn thằng kia thì nhiều lông bông hơn, nên thằng này nhìn màu nó trắng hơn, do cái lúc lông, lớp lông ngoài nó dày hơn.